Đây, cung đường lịch sử của đồn biên phòng. Bên này biển nhé, bên trong là đồn biên phòng. Ở đây đây em tưởng tượng ơi, cái này được 1 mét chứ mấy, mà nó vướng mấy cái can này chắc còn 800. Tụ mẹ nó đem được cái xe máy vô đây thế nó tài năng đấy. Cái này mà hôm nào xỉn xỉn đấy, cái này rất nóng bảo hiểm đấy chưa. Đấy mẹ có thằng oảng rồi đấy, đấy rất nóng đấy. Thì nhiều khi mà lúc xỉn ấy đổ rồi dựng được cái xe lên đấy, ở đấy em bảo một mình sao đẩy nổi. Đủ, có hai em mặc cái váy xinh quá nhỉ.